Rồi, xin chào mọi người. Thì mình đang về quê và chỗ mình thì nó đang cúp điện và mọi người thấy là cái quạt nó vẫn đang chạy bình thường này. Mình sẽ mở qua cho mọi người xem nhà đó. Là cái quạt nó đang vẫn chạy bình thường. Thì đây là cái quạt có bình tích hợp của hàng Xiaomi nha. Mình mua thì gần 2 triệu á. Thì mình mua cho ba mẹ mình để ở quê cho nên mỗi lần mà cúp điện nó đỡ nóng. Thì ở đây nó có một cái nút để bấm chỉnh cái tốc độ này. Nó có 4 cái cấp độ. Thì nó đang ở cái cấp độ là 1, 2, 3, 4 này. Cái cấp độ này là mạnh nhất. Còn cái này là kết nối với điện thoại để điều khiển qua điện thoại. Và có thể điều khiển qua remote. Nhưng mà mình thì không cần điều khiển qua điện thoại remote gì cũng được. Mình chỉ cần bấm này thôi. Đó thì mọi người thấy nó đang chạy bình thường nha. Đó thì rồi nó có thêm một cái chế độ chỉnh để cho nó mình muốn giảm mạnh hay yếu mình bấm đây. Đó, yếu này, mạnh lên này, mạnh lên này. Thì nó quảng cáo là bình khai khoảng 8 tiếng, thực tế mình không biết là bình bao nhiêu nhưng mà hy vọng là nó không có cúp điện nhiều lâu nữa như vậy. Còn ở đây là nó sẽ bấm để cho nó đứng lại này, tức là nó không có xoay nữa. Đó. Rồi, thì chắc là bình nó sẽ tích hợp ở cái dưới này. Thì ở dưới này nó có một cái con để sạc bình này. Đó, thì nó có cái giấy sạc riêng của nó, mình không có không. Và chiều cao của nó thì mình đo thử hai. Chắc là khoảng 70 tới 80 cm đó. Thì mình thấy nó thiết kế nó khá là đẹp là một. Và lại thứ hai là nó khá là tiện dụng mỗi khi mà nhà cúp điện thì các bạn có thể sử dụng được. Thì cảm ơn mọi người. Và lại hôm nay cúp điện thì mình sử dụng laptop và phát wifi ra từ cái điện thoại. Thì mọi người có thể sử dụng mỗi khi mà cúp điện.